Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023 trong lực lượng vũ trang. Đến dự có Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham gia hội thi có 33 thí sinh là cán bộ giảng dạy chính trị lực lượng thường trực và dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự 8 huyện thị xã thành phố. Các thí sinh phải trải qua các phần thi gồm soạn bài giảng, kiến thức, thực hành soạn bài giảng điện tử, giảng bài kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài. Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023 là đợt sinh hoạt học tập có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác giáo dục chính trị ở các cơ quan đơn vị, nhất là nắm được trình độ, năng lực, kỹ năng sư phạm của đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị ở cơ sở. Đồng thời đây là dịp để củng cố, động viên học tập nâng cao kiến thức, trau dồi kỹ năng kinh nghiệm giảng dạy chính trị, là cơ sở giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị ở đơn vị trong giai đoạn mới.